Sau đây chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập một cái chứng từ mà chuyển tiền từ tài khoản ở ngân hàng này sang cái tài khoản ở ngân hàng khác. Chúng ta vào mục ngân hàng, chúng ta chọn vào biểu tượng chuyển tiền. Ở đây chúng ta ấn Ctrl N để có thể thêm mới một cái chứng từ. Ở đây chúng ta có thể chọn là chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Vietcombank sang tài khoản VPBank. Đây chúng ta ghi vào lấy ngày ghi sổ thì theo cái chứng từ ngày ngân hàng, tài khoản nợ và tài khoản có thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể để cái chung cái tài khoản. Chúng ta chuyển từ cái tài khoản ngân hàng đến cái tài khoản ngân hàng này. Ở đây chúng ta chọn loại tiền đến là Việt Nam đồng, loại tiền đi. Ở đây số tiền đi là ví dụ như 10 triệu. Số tiền đến các bạn có thể thấy là cái đối tượng nợ và đối tượng có, nếu chúng ta có thể sau đây chúng ta chọn lưu chứng từ. Thì các bạn lưu ý là sau này khi mà chúng ta xem các cái báo cáo tại về các cái tài khoản của ngân hàng ấy, thì nó có một cái đặc trưng là khi chúng ta chuyển thì nó vào các cái chứng từ liên quan đến ngân hàng. Ở đây chúng ta sau khi chúng ta lập xong thì chúng ta có thể in hoặc là chúng ta đóng. Các bạn lưu ý là trong các cái màn hình cập nhật chứng từ thì đều có cái mục khai báo để thêm mới các cái đối tượng hoặc trong cái phần danh mục để các bạn có thể là thêm mới trong trường hợp chưa có các cái đối tượng hoặc là các cái khoản danh mục mà mình chưa chưa cần dùng đến trong màn hình cập nhật chứng từ. Sau đó chúng ta chọn đóng.